Điều của chúng ta như thế này, sau khi vừa ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được mu sắc 2. Miễn có mu sắc 2 là ok. Chúng ta đến câu A. Cho MG vào, thì đây chúng ta tạo thành MG sẽ là 2, FE sẽ là 2. Bạn lưu ý, ở đây thằng nào dư? MG dư. Chưa dừng lại. MG dư thì nó tác dụng với FE sẽ là 2 để tạo thành MG sẽ là 2 cộng cho FE. Như vậy trong tình huống này chúng ta không thu được mu sắc 2. Mất mu sắc 2 chúng ta do MG dư nó vẫn hết rồi. Sai. Sắc cộng với clo thì sinh mu sắc 3. Sai luôn. C. Cho bột Fe3O4 vào dung dịch H4 đặc nóng. Dư. Ở đây chúng ta tạo thành mu sắc 3. Khí SO2 cộng H2O. Sai mu sắc 3 rồi. D. Cho sắc và AgNO3 dư. Thì đầu tiên nó tạo thành mu sắc 2, FeNO3 tất cả 2 cộng cho Ag. Nhưng mà bạn biết là sắc 2 bằng 1, hai thằng này phụ với nhau. Để cả quá trình nó về đâu? Về mu sắc 3 cộng Ag. Như vậy sai luôn. Hay ta? Hay. Như vậy đây, dám chắc chọn 2 rồi. Gì nữa? 4 kia sai mà đã bán 2 là nhỏ nhất, chọn 2 gì nữa. Cho sắc dư và HNO3 loãng. Chúng ta nhớ tay là sắc dư tạo ra mu sắc 2. Mu sắc 2. Lý do thì giải thích như thế này. Đầu tiên sắc có cộng H3 loãng thì sinh ra mu sắc 3, NO và gì? Nước. Nhưng mà vì sắc tác dụng với sắc 3, đúng không? Theo tắc là sắc 3 mang cu để tạo thành mu sắc 2. Do đó đây cả quá trình nó về mu sắc 2. Còn đây là phần trao đổi. Nó sẽ tạo thành Fe4. K2E4 cộng cho H2O. Như vậy chỉ có E và gì thôi. G là sinh ra mu sắc 2. Còn tất cả A, B, C, D đều là sinh ra mu sắc 3. Đúng đây chắc chắn mình chọn là câu B.